Lan Hương xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh thời sự mới nhất sau đây. Sát thủ chiến trường T-90M Nga nã hỏa lực vượt sông công phá mục tiêu Ukraine. Chuyên trang quân sự Avia Pro đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh tác chiến vượt sông Dnieper của xe tăng T-90M nhằm vào mục tiêu của Ukraine ở bờ bên kia sông. Cụ thể, nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, tầm bắn của súng và độ chính xác cao của hỏa lực, quân đội Nga đã sử dụng những chiếc xe tăng này để phá hủy các mục tiêu của phía Ukraine ở bờ phải của sông, theo Avia Pro. Khả năng này mang lại cho Nga lợi thế lớn, vì với việc T-90M Nga ở bờ trái của sông, phía Ukraine không thể thực hiện các cuộc tấn công đáp trả vì vũ khí của họ chưa đủ tầm tấn công để vươn tới xe tăng Nga. Hoạt động tác chiến của T-90M sử dụng thông tin tình báo chiến trường từ máy bay không người lái UAV hoạt động như mắt thần trên không. Điều này giúp T-90M có thể tập kích mục tiêu chính xác trước khi rời khỏi vị trí chiến đấu, lựa chọn mục tiêu mới nhằm tiếp tục tấn công. Theo Avia Pro, Nga trong khoảng thời gian này dường như đã sử dụng chiến thuật tấn công vượt sông khá thường xuyên với T-90M vì hiệu quả mà nó mang lại. T-90M Pro Rip là phiên bản cải tiến uy lực của dòng xe tăng T-90 chủ lực của Nga. Nó được trang bị một tháp pháo hoàn toàn khác và một động cơ mạnh mẽ hơn. Prorip được trang bị hệ thống ngắm mới cho phép sử dụng vũ khí vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Một lợi thế của T90M là có thể chia sẻ dữ liệu với các phương tiện khác trong thời gian thực. Xe tăng T90M vượt trội đáng kể so với người tiền nhiệm T90 nhờ hiệu quả chiến đấu trong khi vẫn giữ được những ưu điểm của mẫu xe trước. Đầu năm 2021, quân đội Nga đã đưa vào biên chế lô xe tăng T90M. T90M Prorip 3 sử dụng động cơ diesel mạnh mẽ cho phép nó di chuyển với tốc độ 72 km/h. Nó cũng được trang bị các lớp giáp phản ứng nổ tiên tiến mang tên Relic. T90M được trang bị hệ thống phòng không StoraM, giúp bảo vệ hiệu quả trước tên lửa chống tăng có dẫn đường của đối thủ. Trong bối cảnh các tên lửa chống tăng của phương Tây đang gây ra không ít thách thức cho thiết giáp Nga trong thời gian qua. T90M được trang bị hệ thống vũ khí và điều khiển hỏa lực hiệu quả, giúp nó có thể bắn xa và chính xác hơn vào mục tiêu cố vấn của ông Zelensky từ chức sau phát ngôn gây tranh cãi về tên lửa Nga. Mới đây, RT đưa tin ông Arestovic đã gửi đơn từ chức lên tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andrei Jemak. Ông nói đã thể hiện một tấm gương về cách hành xử văn minh khi từ chức. Hiện chưa rõ đơn của ông có được chấp nhận hay không. Trước đó, ông Arestovic từng gây tranh cãi dữ dội trong dư luận Ukraine khi phát biểu trên sóng truyền hình về vụ tập kích tên lửa của Nga vào thành phố Nép cuối tuần qua. Theo đó, ông nói rằng lực lượng Ukraine đã bắn rơi tên lửa của Nga trước khi vũ khí này được cho rơi xuống một tòa nhà chung cư, khiến hàng chục người thiệt mạng. Phát ngôn này đã khiến ông bị chỉ trích vì nhiều ý kiến cho rằng nó giống như là ông ám chỉ quân đội Ukraine liên quan tới vụ việc tên lửa rơi xuống tòa nhà. Sau đó, ông mô tả phát biểu của mình là một sai lầm nghiêm trọng được thực hiện trong một buổi phát sóng trực tiếp. Ông nói, mức độ phẫn nộ nhằm vào tôi không thể so sánh được với hậu quả của sai lầm trên sóng trực tiếp. Ông gửi lời xin lỗi tới những người bị tổn thương sâu sắc vì những phát ngôn của bản thân. Trước đó ông tuyên bố đã nhận được một tin báo từ một chuyên gia quân sự giàu kinh nghiệm. Người nói rằng đã nghe thấy tiếng nổ từ một tên lửa đánh chặn của Ukraine trước khi tên lửa của Nga bay vào tòa nhà trung cư ở Nép hôm 14 tháng 1. Bộ Quốc phòng Ukraine phủ nhận thông tin trên và thừa nhận họ không có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-22 của Nga. Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 200 quả tên lửa này kể từ đầu chiến sự vào cuối tháng 2 năm ngoái, nhưng Ukraine chưa bắn rơi được bất cứ một quả nào. Tướng Nikolai Olesuk, tư lệnh không quân của lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận, nước này không sở hữu hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn và bắn hạ tên lửa KH-22 của Nga. Ông Olesuk cho biết, chỉ có một số hệ thống phòng không nhất định từ các nước phương Tây như là PAC-3 hoặc là SAMPT thì mới có thể theo dõi và bắn hạ những tên lửa như vậy. Giới chức Ukraine cập nhật thông tin cho rằng vụ tòa trung cư ở Nép trúng tên lửa hôm 14 tháng 1 đã làm ít nhất 40 người chết và 79 người bị thương, trong khi 25 người khác thì mất tích. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ chỉ tập kích các mục tiêu quân sự và một số cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine cuối tuần qua. Nga cáo buộc tên lửa phòng không Ukraine đã rơi xuống tòa trung cư, gây ra thiệt hại cho dân thường. Ukraine chưa bình luận về nhận định này. Trong khi đó Ukraine cho rằng việc Nga phải sử dụng tới tên lửa chống hạm và trước đó là tên lửa phòng không để tập kích mục tiêu mặt đất, cho thấy Moscow dường như đang cạn kiệt kho vũ khí sau gần 11 tháng chiến sự khốc liệt. Tuy nhiên, các nhận định của phương Tây và Ukraine trong thời gian qua liên quan tới kho vũ khí Nga đều chưa có bằng chứng cụ thể. Nga vẫn tiếp tục chiến thuật tập kích tên lửa diện rộng ở Ukraine trong thời gian qua, khiến cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị thiệt hại nghiêm trọng. Quân đội Ukraine tấn công dữ dội lực lượng Nga ở Donetsk, nổ lớn, dung chuyển tỉnh biên giới Nga. Theo Prada, ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh Belgorod, tỉnh biên giới giáp với Ukraine của Nga, tuyên bố rằng hệ thống phòng không của chúng tôi đã được kích hoạt ở Belgorod các dịch vụ khẩn cấp đang khắc phục hậu quả trên mặt đất. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào. Hiện lý do dẫn đến các vụ nổ chưa được công bố. Trong khi đó trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga, một quan chức thuộc lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, cáo buộc, quân đội Ukraine đã liên tục tập kích vào khu vực này trong thời gian qua. Theo vị quan chức này, ngay từ sáng, hàng loạt khu vực ở Donetsk, bao gồm thành phố Donetsk, Makayevka, Gormovsky, Golovka, Jelenovka và Sirobaika Banka đã phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội từ tên lửa, hỏa tiễn và pháo binh Ukraine. Quân đội Ukraine đã sử dụng các tên lửa vũ khí tầm xa, trong đó có pháo phản lực phóng loạt do phương Tây viện trợ để tấn công Donetsk. Vị quan chức DPR khẳng định, đối phương vừa nhận thêm một lô hàng tên lửa mới từ các nhà tài trợ phương Tây và vì thế họ cần kiểm tra khả năng chiến đấu của chúng. Đồng thời tiết lộ, Thời tiết nhiều sương mù tại Donetsk đã cản trở các cuộc tấn công của quân đội Ukraine, khiến chúng thiếu chính xác. Tuy nhiên, hoạt động đánh chặn của lực lượng thân Nga tại Donetsk cũng gặp trở ngại do thời tiết xấu. Thời gian qua, nhờ được phương Tây liên tục viện trợ vũ khí đặc biệt là pháo phản lực phóng loạt, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều vụ tập kích nhằm vào các vị trí do Nga kiểm soát tại khu vực Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine. Các nhà phân tích cho biết, các vụ tấn công của quân đội Ukraine vào Donetsk cũng như các khu vực khác do Nga kiểm soát ở Donbass là nhằm phân tán lực lượng Nga, qua đó giảm bớt sức ép tại các mặt trận Soleda và Bắc Mút. Ông Andrei Bayevsky, nhà lập pháp địa phương kiêm trung tá thuộc lực lượng dân quân DPR cho biết, quân đội Ukraine đã bắn trung bình khoảng 200 quả đạn pháo mỗi ngày vào các khu định cư tại Donetsk. Các vụ tập kích trên đã gây ra nhiều thiệt hại cho lực lượng thân Nga cũng như các cơ sở hạ tầng tại thành phố Donetsk. Thị trưởng Donetsk Alexei Kulemzin cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Nhiều nhà cửa, sân vận động, văn phòng, trụ sở chính quyền và trung tâm thương mại bị hư hỏng nặng. Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc điện đàm mới nhất với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine đang theo đuổi một đường lối hủy diệt bằng cách leo thang chiến sự với sự giúp đỡ của các quốc gia phương Tây ông Putin đã viện dẫn việc ký ép từ chối đề xuất ngừng bắn của ông trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của chính thống giáo hồi tháng này như một ví dụ về chính sách đạo đức giả của Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Erdogan đã nói với ông Putin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải để đạt được hòa bình lâu dài giữa các quốc gia đang có chiến tranh. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin. Nga nêu lý do Ukraine không đàm phán chấm dứt xung đột Mới đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Narysky nói, những người ủng hộ chính quyền Ukraine ở nước ngoài sẽ không cho phép Ukraine rời khỏi chiến trường. Ông nariskin đề cập đến các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm ngoái, khi hai bên đã đạt được một số thỏa thuận cơ bản. Ông nariskin nhấn mạnh, tuy nhiên những người ở Washington, những người ở London nói với các cộng sự của họ ở Kiev rằng, không, không nên có đàm phán hòa bình, không thể có hòa bình. Chúng tôi đã cấp cho các bạn hàng tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi đã đầu tư vào các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục bơm tiền và vũ khí. Và nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản, tiếp tục chiến đấu. Các cuộc hòa đàm giữa Moscow và Kiev bế tắc kể từ cuộc đàm phán ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3 năm 2022. Kể từ đó đến nay, hai bên tiếp tục tuyên bố sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, song chưa thể nối lại do cả Nga và Ukraine đều đưa ra những điều kiện mà bên còn lại không chấp nhận. Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập SNJ thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexei polischuk cho rằng hòa đàm trực tiếp là phương án tốt nhất để tiến tới chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tháng 12 năm ngoái cho biết Ukraine chưa sẵn sàng đối thoại. Ngoại trưởng Nga tuyên bố, bằng cách đưa ra đủ loại ý tưởng và công thức hòa bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ấp ủ ảo tưởng rằng với sự giúp đỡ của phương Tây, ông ấy sẽ có thể đạt được mục tiêu đẩy lực lượng Nga khỏi các vùng lãnh thổ của Nga ở Donbass, Crimea, Zaporizhia và Kherson, buộc Nga phải thanh toán các khoản bồi thường cũng như nhận tội trước các tòa án quốc tế. Nga sẽ không đàm phán với bất kỳ ai với những điều kiện như vậy. Theo ông Lavrov, tiến trình ngoại giao cho thấy Tổng thống Zelensky hoàn toàn thiếu độc lập trong việc đưa ra các quyết định quan trọng. Ông Lavrov nói, Theo lệnh của phương Tây, những bên muốn kéo dài xung đột ông ấy đã nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán và củng cố mạnh mẽ lập trường của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Kiev phải chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Điều này có nghĩa là Ukraine phải công nhận việc bốn vùng ly khai đã sắp nhập vào Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzhin cho rằng, phương Tây quyết tâm bảo vệ chiến thắng hoàn toàn và vô điều kiện của Kiev, trong đó tất cả khu vực mới sắp nhập vào Nga được trả lại cho Ukraine. Tổng thống Ukraine đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Moscow đã bác bỏ đề nghị này, đồng thời cho biết bất cứ trao đổi nào không tính đến thực tế mới về lãnh thổ đều không thể coi là hòa đàm. Ukraine tiết lộ đưa 11.000 quân, 500 máy bay quân sự tới Belarus. Mới đây, Serhiy Deneko, người đứng đầu cơ quan biên phòng Ukraine, thông báo Chúng tôi không nhận thấy sự gia tăng các nhóm quân đội Nga và Belarus ở khu vực giáp biên giới của chúng tôi. Hiện nay số lượng quân Nga trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus khoảng 11.000 người. Ông Deneco cho biết thêm, con số này thay đổi hàng ngày vì hiện nay có sự luân chuyển của các đơn vị lực lượng vũ trang Nga. Cụ thể là sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 2 sẽ được chuyển đến lãnh thổ Nga tới Vorone và Benkorod, còn sư đoàn súng trường cơ giới hóa số 6 sẽ thay thế họ liên quan tới cuộc tập trận không quân Nga Belarus, ông Deneko xác nhận vào ngày 15 tháng 1, 8 máy bay đã được chuyển từ các sân bay của Nga ở Vorone và Kursk đến Belarus, bao gồm 6 máy bay ném bom chiến đấu Su-34 và 2 máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30SM. Tổng số máy bay của Nga trên lãnh thổ Belarus hiện khoảng 50 chiếc, hầu hết được triển khai tại hai sân bay là Machulishchi ở Minsk và Baranovichi ở Brest. Quân đội Nga và Belarus đang tiến hành một cuộc tập trận không quân quy mô lớn từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Trong cuộc tập trận này, nhiều máy bay chiến đấu của hai nước sẽ tiến hành các bài diễn tập hợp đồng tác chiến tại tất cả các sân bay quân sự trên lãnh thổ Belarus. Các cuộc tập trận khiến cho Ukraine và phương Tây lo ngại về nguy cơ quân đội Nga có thể mở một cuộc tấn công đột kích vào khu vực phía bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, nhà chức trách Belarus đã lên tiếng bác bỏ nguy cơ này, đồng thời khẳng định cuộc tập trận chung với Nga chỉ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của quân đội Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus ngày 5 tháng 1 cho biết, nước này và Nga đang thành lập một lực lượng quân sự chung tại Belarus. Người phát ngôn cơ quan biên phòng Ukraine Andriy Demchenko tuần trước cáo buộc Nga đang triển khai quân đội từ Belarus đến Donbass, miền đông Ukraine, để củng cố lực lượng Nga trên tiền tuyến. Mặc dù vậy, ông Demchenko khẳng định tình hình ở biên giới giữa Ukraine và Belarus vẫn đang trong tầm kiểm soát và không loại trừ việc Moscow dùng kế nghi binh buộc Kiev chuyển hướng nguồn lực khỏi hai mặt trận nóng nhất hiện nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 1 bất ngờ có chuyến thăm đến Lip, miền Tây nước này. Tại đây, ông đã họp với các cố vấn liên quan đến vấn đề bảo vệ biên giới và tình hình hiện tại ở khu vực Tây Bắc đất nước đặc biệt vùng giáp biên giới với Belarus. Giới chức Ukraine lo ngại, Nga có thể xây dựng lực lượng bên trong lãnh thổ của đồng minh Belarus trước khi mở một đợt tiến công mới từ phía Tây Bắc, hoặc thậm chí sẽ tìm cách tiến vào, bao vây thủ đô Kiev. Belarus là đồng minh thân cận của Nga, nhưng tuyên bố sẽ không điều quân tham gia chiến dịch ở Ukraine. Belarus khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của nước này là ngăn chặn xung đột làm sang lãnh thổ Belarus đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực. Ukraine đề nghị Đức nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado để đối phó với Nga trong cuộc xung đột. Thứ trưởng Ngoại giao Andriy Menik đề nghị Thủ tướng Đức Scholz nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado cho Ukraine. Theo ông Andriy Demik, những chiếc Tornado của Đức sẽ sớm nghỉ hưu và được thay thế bằng tiêm kích F-35 theo Eurasian Times. Được biết tháng 12 năm 2022, chính phủ Đức đã công bố thỏa thuận mua 35 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, tổng trị giá là 8,4 tỷ đô la Mỹ. Berlin dự kiến sẽ thay thế máy bay Tocnando đã cũ có trong biên chế sau khi nhận đủ số lượng tiêm kích F-35 đã đặt hàng. Hiện Đức vẫn chưa đưa ra phản hồi về các thông tin mà Ukraine đưa ra. Tocnando là dòng máy bay chiến đấu đa năng, hai động cơ, cánh cụp, được liên danh các nước Ý, anh, Đức phát triển từ năm 1979. Hiện tiêm kích có 3 biến thể chính là Tornado IDS, đánh chặn, tấn công, Tornado ECR, tác chiến, trinh sát điện tử, Tornado ADV, ném bom tàng hình. Hiện hai dòng là Tornado IDS và Tornado ECR đang được phục vụ trong quân đội Đức. Trong khi Tornado IDS thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên biển, tấn công không đối đất và trinh sát chiến thuật, thì Tornado ECR sử dụng các công cụ đạn dược tác chiến điện tử để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương và tiến hành trinh sát điện tử chiến thuật. Tornado có trọng lượng rỗng là 13,8 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 28 tấn. Tornado có sải cánh là 13,91 m, chiều dài là 16,72 m, chiều cao là 5,95 m, được thiết kế kiểu cánh cụp cánh xòe, giúp máy bay đạt tốc độ cao ở độ cao thấp, khả năng cất cánh trên đường băng ngắn được trang bị hai động cơ phản lực Turbo Onion RB199 và MK103, cho phép Tornado bay với vận tốc 2.236 km h trần bay là 15,2 km, bán kính chiến đấu 1.390 km. Tornado được trang bị một pháo cỡ nòng 27mm với cơ số đạn là 180 viên. Ngoài ra, nó còn có khả năng mang theo được tối đa tới 9 tấn vũ khí các loại với 11 giá treo. Bernardo có thể mang tối đa 6 tên lửa đối đất AGM-65 Maverick, 12 tên lửa chống tăng Brimstone hoặc là 9 tên lửa chống radar Alaram. Bên cạnh đó, thì Tocnando có thể đem theo một số tên lửa không đối không AIM-9 hoặc AIM-132 để tự vệ. Bom có điều khiển Bayway, bom chuyên phá đường băng GP-233 và MVK-1 hoặc bom hạt nhân B-61. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và luôn ủng hộ kênh tin tức 24h TV. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, hãy nhấn nút đăng ký và nhận chuông báo bên cạnh để nhận được những bản tin mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa, Lan Hương xin kính chào và kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an. Ngay bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.